Rồi, xin chào anh chị các bạn trở lại với chuyên hàng xe hơi. Hôm nay thì bên em về cũng khá đầy đủ mấy cái mẫu xe bán chạy. Thì em quay cho anh chị cái giá xe lăn bánh thời điểm này của một số đầu xe như là Ranger này, Territory và Ford Everest. Thì đầu tiên là Ranger nhé. Đây là hai mẫu bán chính nhất bên em. Đây là bản XLT 1 cầu. Đấy, còn bên này là bản 2 cầu. Các bác nhìn sơ qua thì gần như nó sẽ giống hệt nhau về nội ngoại thất. Đấy, khác biệt duy nhất chỉ là một cầu và hai cầu thôi. Hai bản này thì lần lượt có giá niêm yết là 707 triệu và 776 triệu. Hiện nay thì mẫu xe này là được áp dụng giảm thuế trước bạ nhé. Bản một cầu bán chậm nhất bên em thì hiện nay lăn bánh nó sẽ rơi vào khoảng tầm gọi là dưới 700 từ giờ cuối tháng. Sang tháng thì có thể nó sẽ co lại một chút, đấy là tình trạng chung rồi. Bản hai cầu này thì chỉ gọi là nhô 750 một tí thôi. Đấy, hiện nay thì mình lăn bánh bán tải khá là rẻ, thuế đâu đó khoảng tầm 25 triệu quay đầu các bác ở 21 triệu các bác ở tỉnh, với bản một cầu 25 triệu các bác ở Hà Nội. Đấy, khuyến mại các thứ thì cũng rất là nhiều. Gần như là bên em đã đủ màu đủ bảng cho các bác xem nhé. Quay sách thì hiện nay lăn bánh phải tầm hơn 900. Raptor thì tùy màu, không phải màu nào cũng sẵn nữa. Territory thì bên em vẫn bán đây hai bản cao là Titanium và Titanium X, 954 và 909 triệu. Xe này thì cũng là xe lắp ráp trong nước, cũng được giảm thuế. Hiện nay lăn bánh thì cả hai mẫu xe thì đều chưa đến 1 tỷ, nhưng mà vẫn phải hơn 900 nhé, hơn 900 cả hai bảng. Cụ thể các xe như nào ấy thì em cũng quay khá nhiều rồi. Mình đi nốt cái Ford Everest. Hôm nay thì bên em về giao bản full. Đấy. Đây là Everest White Track nhé. Màu này cũng là màu đỏ, khá là đặc biệt. Đó. Ví dụ các bác là mình lấy màu đỏ như này mà thêm cả nội thất nâu, nội thất đỏ ấy, thì sẽ là bản giá cao nhất. Giá niêm yết của em này là 1 tỷ 419 triệu. Với các bác lấy màu đỏ hoặc là các màu khác thì cộng thêm 7 triệu tùy từng option. Với bản một cầu số tự động ấy thì là 1 tỷ 3. Hiện nay thì bản này cũng được khuyến mại khá nhiều, mặc dù là chưa được 100% lệ phí trước bạ đâu. Xe này thì bọn em vẫn là xe lắp ráp nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan nhé. Thuế 10% và 12% các bác ở Hà Nội hoặc là cửa khẩu. Đó, sơ qua thì đây, đắt nhất thì vẫn là Ever này, nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái này. Territory hai bản Titanium và Titanium X 900 hơn một chút, chưa đến 1 đồng. Toàn bộ bên em là xe mới nhá, phải quay cho anh chị để anh chị lưu ý giúp em. Cái bộ bán tải đây, hôm nay em quay qua một chút. Đây là cái tấm ba tấm chắn này. Bọn em thấy cái tấm này cũng khá là đẹp, nó giữ được cái form bán tải mà cái giá thành là rẻ nhất nhá. Tất nhiên thì so với việc chống nước thì nó không tốt được như ở nắp thùng, mình có thể cân nhắc. Hiện nay lãi suất cho vay trả góp thì với các bác ở tỉnh, mình mua trả góp có thể trả trước tối thiểu là 25-20% giá trị xe cộng với chi phí lăn bánh. Ví dụ như bán tải thì mình sẽ trả đâu đó vào khoảng tầm 27-26% giá hợp đồng và mình có thể lăn bánh ra đường rồi. Chúng ta có tính cả bảo hiểm thân vỏ cũng như là lệ phí trước bạ nữa nhé. Lãi suất hiện nay thì mình có thể có hai gói lựa chọn nếu như mà có hồ sơ tài chính tốt, 7,8% trong vòng 6 tháng đầu, hoặc là chúng ta lấy gói cố định 30 tháng, đấy, sau đó thì chúng ta thả nổi. Cái này với các bác mà khó khăn về cái lao động tự do này, chứng minh tài chính này, thì mình có thể liên hệ để bên em tư vấn thêm nhé. Rồi em báo giá nhanh qua như vậy, các bác mà thấy có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp qua bên em để mình được hỗ trợ tốt hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.